Kính thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ trưa ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022, cũng là ngày mùng 6 Tết âm lịch đó quý vị. Hiện tại bây giờ mình đang chạy trên con đèo Bà Ren để hướng về trung tâm thành phố Đà Lạt. Thì hôm nay quý vị có thể thấy con đèo này khá là thoang thoáng từ chiều xuống cho đến chiều lên. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều những cái chiếc xe mô tô cũng như là ô tô, họ đang thong thả đổ đèo để đi về nhà đó quý vị. Hôm qua đến giờ thì lượng du khách rời thành phố Đà Lạt cũng tầm khoảng 50% đó quý vị. Nhưng mà bù vào đó thì lượng du khách lên thành phố Đà Lạt cũng tầm khoảng 30%. Có người rời đi thì người khác lại thế chân vào. Nhưng mà từ trung lại cũng tầm khoảng 20% lượng khách là đã rời thành phố Đà Lạt rồi. Làm cho cái đường phố Đà Lạt trở nên nó thông thoáng hơn. Một số tuyến đường thì rất là thông thoáng. Chỉ có kẹt xe những cái giờ cao điểm ở những cái nút thắt giao thông cũng như là những cái cửa ngõ ra vào thành phố ở ngay trung tâm. Còn lại thì chúng ta cũng có thể di chuyển một cách dễ dàng rồi quý vị. Hiện tại bây giờ thì phải nói cái con đường quốc lộ 20, cái chiều về đó quý vị, từ Đà Lạt đi về thành phố Hồ Chí Minh đấy, là khá là nhộn nhịp. Những cái phương tiện phải nói di chuyển cũng chậm chạp thôi, nhưng mà nó không đến nỗi phải kẹt xe kéo dài. Hôm nay thì cái trạm thu phí ở Liên Đầm, huyện Di Linh cũng phải xa trạm để cho những cái phương tiện lưu thông nó dễ dàng hơn, tránh gây cái tình trạng ùn ứ đó quý vị. Ở trên con đèo Bà Ren này thì phải nói rất là nhiều những cái cây hoa mai anh đào đang nở bông rực rỡ. Nó nở bông dưới những cái tán thông vừa hồng hồng xanh xanh như thế này cũng rất là đẹp luôn quý vị. Hai ngày hôm nay thì thời tiết của Đà Lạt nó cũng khá là lạnh. Hôm qua cho đến hôm nay thì nhiệt độ trung bình tầm khoảng 15 đến 16 độ C đó quý vị. Còn bữa trưa thì nó có nắng nhẹ và cũng hơi oi bức. Thì cũng do cái vấn đề là phương tiện đi lại nhiều, người đông, cho nên như chúng ta cảm thấy nó hơi nóng nực và oi bức đó quý vị. Phải nói cái dịp lễ Tết năm nay, tất cả những cái nhà chuyên môn, những cái nhà mà dự đoán về cái lượng khách đó đều sai trật lất hết đó quý vị. Chúng ta không thể nào lường trước được cái lượng du khách đổ lên Đà Lạt nó đông như vậy đó. Có nhiều nhà hàng, khách sạn nghĩ rằng lượng khách năm nay lên Đà Lạt có lẽ cũng không có bằng mọi năm đâu. Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng Đà Lạt lại đông hơn những cái năm trước nữa. Thậm chí rất là nhiều những cái nhà hàng, khách sạn mọc lên cũng không đủ để phục vụ cái lượng du khách đổ về Đà Lạt. Thậm chí những cái nhà dân đó họ còn trống thì cũng tranh thủ để mà đón khách về ở, cũng như là những cái nhà trọ sinh viên cũng đón khách về ở luôn. Thì mùa lễ Tết năm nay nhiều dịch vụ làm ăn ở thành phố Đà Lạt phải nói kiếm bộn tiền, nguồn tiền đổ về thành phố Đà Lạt rất là nhiều đó quý vị. Và trong cái dịp Tết năm nay thì phải nói là tất cả những cái dịch vụ ở thành phố Đà Lạt nó đều rất là đắt đỏ, từ cho thuê xe máy, ô tô đến dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ăn uống, tất cả đều tăng giá đồng loạt lên gấp đôi hoặc gấp ba, nhưng mà vẫn không đủ để phục vụ những cái vị khách du lịch này. Thậm chí với giá nào họ cũng có thể thuê nhưng mà cũng không có nữa quý vị. Nói thì dễ kiếm tiền như vậy nhưng mà thật sự ra cũng không có hề giàu đâu quý vị, chỉ là đủ sống thôi. Tại vì khi mà Đà Lạt vào những cái dịp lễ Tết, những cái thời mà cao điểm về khách du lịch thì nguồn cung lại không đủ để phục vụ cho khách du lịch. Cho dù có mở ra bao nhiêu dịch vụ cũng không đủ để phục vụ đó quý vị. Nhưng mà khi Đà Lạt vào cái mùa ế đấy thì lại ế trồng vó luôn, nguồn cung lại vượt quá cầu. Nhưng mà người ta lại bù qua sớt lại, thì trong một năm người ta vẫn sống được, vẫn có thu nhập.
không đến nỗi giàu có nhưng mà vẫn sống phà phà thôi. Như vậy là mình đã chạy hết cái con đèo Bà Rên rồi, nhưng mà không thấy cái tình trạng kẹt xe đi lên và đi xuống rất là dễ dàng, thông thả. Hiện tại bây giờ thì mình đã đi vào tới đầu của thành phố Đà Lạt. Đây là cái con đường 3 tháng 4 đây quý vị. Những cái ngày trước thì phải nói là cái tuyến đường này kẹt xe cứng ngắc, hiện tại bây giờ nó rất là thông thoáng luôn này. Hôm qua đến giờ thì mình gặp rất là nhiều những vị du khách, họ nói rằng đi vòng vòng kiếm quán ăn kiếm không ra, đứng xếp hàng mệt mỏi cả tiếng đồng hồ cũng không có, cho nên thôi về khách sạn mua mì tôm và chế ăn thôi. Thì cũng có rất là nhiều du khách có tiền nhưng mà cũng không ăn được món ngon ở Đà Lạt, cũng phải ăn mì tôm, nhìn rất là cực khổ. Khi mà chúng ta đi ăn á, mà đứng xếp hàng thì phải nói rất là bất tiện luôn quý vị, rất là khó chịu nữa, không được thoải mái. Đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, có bàn ăn rồi nhưng mà khi vào ngồi ăn thì cũng không được thoải mái nữa, phải ăn vội ăn vã, ăn cho nhanh để nhường bàn cho người khác nè quý vị. Chúng ta ngồi ăn mà có nhiều người đang đứng xếp hàng nhìn chằm chằm vào chúng ta để đợi chờ thì chúng ta không thể nào mà ngồi lâu được, ăn không có ngon miệng, không được thoải mái, rất là vất vả, rất là cực khổ luôn. Thậm chí ngồi ăn xong đứng dậy cũng không tìm ra đâu được cái giấy lau miệng cũng như là cái tăm xịt răng, thậm chí nước uống cũng không có nữa, đứng dậy đi về thôi. Đông quá, quá tải thì người ta phục vụ chúng ta không kịp. Bây giờ sắp đến cái nút giao Kim Cúc, đèn xanh đèn đỏ. Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể thấy là nó có cái hiện tượng kẹt xe cục bộ, cũng nhẹ thôi quý vị, không đến nỗi phải nghiêm trọng đâu. Vào tới đây phương tiện đông, mình cảm thấy nó rất là nóng rồi quý vị, phải kéo cửa lên và bật máy lạnh thôi. Thường thường ở Đà Lạt thì phải nói là mình hiếm khi mà bật máy lạnh lắm, mở toang những cái cánh cửa ra và chạy thôi, gió vào mát lạnh luôn, nhưng mà hôm nay thì phải mở máy lạnh này. Đây là cái con đường Trần Hưng Đạo nối dài với con đường Trần Phú. Hiện tại bây giờ thì chiều ra nó hơi bị ùn ứ một chút, nhưng mà chiều vào khá là thông thoáng. Thì hôm nay mình chạy vòng vòng nhiều con đường ở thành phố Đà Lạt, nó rất là thông thoáng rồi, mình không còn phải côn ga liên tục nữa, không còn phải số má liên tục nữa quý vị. Nói chung là nó không còn mỏi chân mỏi cẳng mỏi giò giống như là những ngày trước nữa rồi. Hôm nay chạy xe rất là đã. Những cái ngày trước mình thấy có nhiều xe du lịch phải nói là bị trối xe rồi đụng vào đít
vào đầu xe của người khác là rất là nhiều luôn quý vị. Tại vì những cái người mà họ lái xe ở đồng bằng rồi lên đây có những cái đoạn đường dốc á, họ không quen, bị kẹt xe, phải đề ba liên tục, tắt máy, rồi bị trôi xe và hút vào đít, vào đầu của xe người khác, rồi đứng cãi nhau. Ôi, làm thành phố Đà Lạt phải nói là nó như là một cái chợ luôn, bạc nhau luôn quý vị. Rồi chưa kể rất là nhiều những cái phương tiện xe mô tô như thế này, khi mà kẹt xe thì họ lách chỗ này, chen chỗ kia và vô tình quẹt vào cái đầu xe ô tô, làm trầy xước, rồi đứng cãi nhau, cũng rất là bạc nhau, rất là mệt luôn. Mình cũng bị quẹt rồi, cũng bị trầy rồi, nhưng mà xuống bắt tay rồi đi thôi. Đứng cãi nhau thì cũng chả giải quyết được gì, mà bắt đền người ta với một cái lỗi nhỏ như vậy thì cũng không ăn thua. Thôi cho đi cho nhanh rồi quý vị. Hôm nay mình cũng làm một cái clip nhanh để cập nhật về tình hình thành phố Đà Lạt trong ngày mùng 6 Tết âm lịch như thế này, để gửi đến quý vị anh chị và các bạn những ai quan tâm cũng biết. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Xin kính chúc toàn thể quý vị anh chị và các bạn được mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.